Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal khẳng định nước này đã hoàn thành các khuyến nghị mà Liên minh châu Âu-EU đưa ra nhằm xúc tiến các cuộc đàm phán gia nhập khối. Thủ tướng Shmyhal nêu rõ Ukraine đã bổ nhiệm Giám đốc Cục chống tham nhũng quốc gia, qua đó hoàn tất hàng loạt cải cách theo yêu cầu của EU. Ông nhấn mạnh Ukraine đã hoàn tất cả 7 khuyến nghị của EU. Điều này chứng minh sự quyết tâm của Kiev trong việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU trong năm nay. Tháng 6 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU chấp nhận để Ukraine nhận tư cách ứng viên gia nhập khối. EC đã đưa ra 7 khuyến nghị mà Ukraine phải đáp ứng để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU, trong đó có chống tham nhũng. Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hôm qua thông báo, nước này đã quyết định dừng tiến trình khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO việc Nhật Bản kiểm soát xuất khẩu các vật liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc. Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nhấn mạnh, hai nước đã nhất trí khẩn trương tiến hành các cuộc tham vấn chung về vấn đề hạn chế xuất khẩu để đưa tình hình trở lại như thời điểm trước tháng 7 năm 2019. Chính phủ Hàn Quốc quyết định dừng tiến trình đưa tranh chấp thương mại này lên WTO trong khi tiến hành các cuộc tham vấn liên quan. Hai bên cũng sẽ sớm tổ chức một cuộc họp về hoạt động xuất khẩu giữa hai nước. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi chính phủ Hàn Quốc chính thức đề xuất phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thế chiến thông qua một quỹ do Seoul hậu thuẫn, thay vì trực tiếp từ các công ty Nhật Bản liên quan nhằm giải quyết tranh cãi lâu nay giữa hai nước cũng như cải thiện quan hệ song phương. Bộ Môi trường Philippines hôm qua cho biết khả năng cao nước này đã phát hiện được vị trí tàu chở dầu Princess Empress bị chìm ngoài khơi một tỉnh miền trung nước này vào tuần trước. Theo đó, nhiều khả năng tàu Princess Empress đang nằm ở độ sâu 366 mét so với mực nước biển, tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro. Hiện giới chức trách đang xác minh qua một phương tiện tự hành điều khiển từ xa. Trong khi đó, lực lượng chức năng đang tìm cách xác định lượng dầu còn lại trong tàu Impress Empress, đồng thời thảo luận phương án bơm số dầu này ra ngoài, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ nguy cơ rò rỉ nào. Bộ Du lịch Philippines bày tỏ lo ngại rằng sự cố tràn dầu sau vụ tàu chìm có thể ảnh hưởng đến 3 trong số các điểm lặn biển đẳng cấp thế giới tại nước này. Giới chuyên gia nhận định dầu loang có thể ảnh hưởng tới khoảng 36.000 hectare rặng san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển. Theo một báo cáo vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố ngày hôm qua, khả năng tiếp cận việc làm, điều khiển việc làm và chênh lệch lương của phụ nữ hầu như không được cải thiện trong hai thập kỷ qua. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế nêu rõ, tình trạng mất cân bằng giới trong tiếp cận việc làm và điều kiện làm việc lớn hơn so với dự kiến trước đây, và tiến trình giảm thiểu tình trạng này chậm một cách đáng thất vọng trong hai thập kỷ 2005-2022. Theo đó, 15% phụ nữ trong độ tuổi lao động trên toàn cầu muốn đi làm nhưng không có việc làm, so với 10,5% ở nam giới. Khoảng cách việc làm đặc biệt nghiêm trọng ở các nước đang phát triển, với 24,9% tỷ lệ phụ nữ ở các nước có thu nhập thấp không thể tìm được việc làm so với tỷ lệ 16,6% ở nam giới. Báo cáo cũng chỉ ra rằng trách nhiệm cá nhân và gia đình ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ về thu nhập. Với mỗi đô la Mỹ thu nhập lao động mà nam giới kiếm được, phụ nữ chỉ kiếm được 51 xu. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện sự tham gia chung của phụ nữ vào việc làm, mở rộng khả năng tiếp cận việc làm giữa các ngành nghề và giải quyết khoảng cách rõ ràng với chất lượng công việc mà phụ nữ phải đối mặt. Chính phủ Indonesia hôm qua cho biết sẽ bắt đầu triển khai hỗ trợ tiêu thụ và chuyển đổi xe máy điện từ ngày 20 tháng 3 tới nhằm tăng sức mua của người dân cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thân thiện với môi trường này. Dari DPR sudah tidak juga ada masalah. Jadi kita phát biểu họp báo, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Panjaitan cho biết chính phủ nước này sẽ bắt đầu cung cấp các ưu đãi cho xe điện từ ngày 20 tháng 3 nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương tiện này và thu hút đầu tư vào sản xuất trong nước. Ngoài ra, chính phủ Indonesia cũng sẽ hỗ trợ mua mới 200.000 xe máy điện và chuyển đổi 50.000 xe máy chạy nhiên liệu thông thường sang chạy điện trong năm nay, với mức hỗ trợ cho mỗi đầu xe là 7 triệu rupiah, tức gần 500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chương trình hỗ trợ chỉ áp dụng đối với xe máy sản xuất trong nước với tỷ lệ nội địa hóa đạt 40% trở lên. Các đối tượng được ưu tiên nhận hỗ trợ là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện hàng tháng nhất định. Chương trình dự kiến có thể giúp chính phủ và người dùng tiết kiệm hàng chục triệu rupiah mỗi năm, tạo thêm việc làm và giảm khí thải. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, chính phủ Indonesia cho biết có thể phân bổ 5.000 rupiah từ ngân sách năm 2023 để khuyến khích người dân mua xe điện và đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số bán ô tô lên mức 20% vào năm 2025.
Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.